mẹ, nổi tiếng là người con có hiếu, luôn dành nhiều thời gian cho gia đình dù công việc bận rộn. Mới đây ca sĩ Mỹ Tâm đã có mặt tại nhà để cùng mọi người trong gia đình chúc mừng sinh nhật mẹ cô. Yêu mẹ, chỉ cầu mong bà mẹ thật khỏe mạnh và vui vẻ là lời chúc Mỹ Tâm viết trên trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật đấng sinh thành. Cô cũng đăng tải khoảnh khắc đại gia đình quây quần bên nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên dưới bài viết, nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng sinh nhật tới mẹ Mỹ Tâm. Họ cũng chúc đại gia đình cô mãi mãi có những khoảnh khắc sum vầy như vậy. Trước đó hồi tháng 8, Mỹ Tâm quay video tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật bằng trái cây để chúc mừng sinh nhật bố cô khiến nhiều người ngạc nhiên. Họ khen ngợi sự khéo léo, hiếu thảo của cô nàng dành cho bố mình. Mỹ Tâm là con út trong một gia đình có 8 anh chị em ở Đà Nẵng. Cô nổi tiếng là người con hiếu thảo khi thường xuyên sắp xếp lịch công việc dày đặc để ở bên gia đình vào những dịp đặc biệt. Vào dịp lễ Tết, Mỹ Tâm thường thu xếp công việc về nghỉ quây quần bên gia đình. Nữ ca sĩ tự tay vào bếp làm các món ăn truyền thống như bánh tét, mứt dừa. Dù có hàng triệu fan nhưng Mỹ Tâm luôn giữ lối sống chan hòa, giản dị khiến nhiều người yêu mến.